Cuộc đời bắt em hoàn thiện, trở thành người toàn diện. Phải nếm trải đớn đau, nhưng hãy cứ là chính em. Không quá xinh, nhưng mà cá tính với anh em. Chẳng cần phải lớn đâu, cho anh chạm vào vài phút. Đừng ngại để chặn đường đời dài ngút kia, nó dừng lại, mình lên ban công tầng 4. Anh đàn em hát, trong YouTube mình cùng đốt thanh xuân bình yên. Vẫn đang còn lần trốn, tình ca chúng mình sẽ được phát qua đài. Ấy em, lại đây xem, đám mây quen tay đan chặt. Tim anh được dịp loạn nhịp, khi môi em đường ngang mặt. Tình yêu anh thì đơn giản là bạc xỉu ngon hay là nâu đá. Là những ngày buồn em lấy đi, dùng lời ca mà khâu vá. Nhưng mà lâu quá, ta vẫn chưa có dịp gặp lại anh dù học xa nhà. Dòng tin nhắn cứ đọc qua loa và thế là lại phải cách xa nhau. Nhưng mà chẳng ai nhớ cái cách tan đau. Anh vẫn gắng tìm em mỗi ngày như nắng tìm đêm. Để khi được chạm vào mặt trăng, tiền nắng phân cực ngàn lần. Như tan vào trong đầu thuốc nhận. Anh mơ về một tương lai xa, mình cùng trò chuyện phía ngoài hiên. Anh mơ về một tương lai xa, được làm mờ vết son của em. Anh mơ về một tương lai xa, mỗi sáng ôm em trong vòng tay. Anh mơ về một tương lai xa, được làm điều nhỏ nhất cùng em. Và anh muốn yêu em theo cái cách bình thường, không như câu từ nhân hóa ẩn dụ hình tượng. Tương lai xa, hai ta sẽ cải cách tình trường, đánh thức anh bằng nụ cười với 21 gram tình thương. Và anh muốn yêu em theo cái cách bình thường, không như câu từ nhân hóa ẩn dụ hình tượng. Tương lai xa, hai ta sẽ cải cách tình trường, đánh thức anh bằng nụ cười với 21 gram tình thương. Anh được em đánh thức bằng một nụ hôn lên tràn món anh thích, và cà phê đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Một chiếc hôn rồi nói với em lời tạm biệt, khoác chiếc áo và chạy thẳng tới chỗ mà anh làm việc. Hết ca chạy về nhà để mà ăn bữa cơm. Tôi buồn bực thì anh quên rồi, chỉ muốn được bên em thôi. Hạnh phúc của anh là có em và những điều đơn giản nhất, là nắm tay nhau đi qua ngày nắng hay cả ngày mưa phảng phất. Là bữa cơm tối mà do chính đôi tay em chuẩn bị, là ngày thay vì Facebook mà anh và em đọc dân trí. Qua rồi cái thời mà ta còn nông nổi và ngông cuồng, khi mà ta còn mơ mộng như được không tưởng. Chẳng cần có nhà lầu cũng chẳng cần có xe hơi, vì nơi hạnh phúc nhất của anh là nơi mà có em đợi. Cứ thế ngày ngày rồi tháng tháng lại êm trôi, anh chỉ mong sau này được như vậy thôi em ơi. Anh mơ về một tương lai xa, mình cùng trò chuyện phía ngoài hiên. Anh mơ về một tương lai xa, được làm mờ vết son của em. Anh mơ về một tương lai xa, mỗi sáng ôm em trong vòng tay. Anh mơ về một tương lai xa, được làm điều nhỏ nhất cùng em.